Thưa quý vị, nếu như vào thời điểm tháng 3, tháng 4 của những năm trước, ngư dân ở các cửa biển hào hứng ra khơi do thời tiết có nhiều thuận lợi, không có bão giông, thì năm nay nhiều chủ tàu đã cho neo tàu bởi gặp nhiều khó khăn trong hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản. Tạm ngưng ra khơi hoặc hạn chế số lần đi khai thác, đánh bắt là tình trạng chung của nhiều ngư dân ở cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải. Một số chủ tàu khai thác hải sản ở đây cho biết, từ đầu năm đến nay giá xăng dầu liên tục tăng cao, trong khi đó giá các loại hải sản sụt giảm và duy trì khá thấp nên chủ tàu khó có lời hoặc thậm chí lỗ vốn khi đi đánh bắt. Bên cạnh đó, tình trạng ngư phủ sau khi nhận tiền thuê đi tàu rồi bỏ trốn hoặc tìm lý do không theo tàu thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến việc tổ chức đội hình ra khơi của chủ tàu. Đây là tình trạng chung tồn tại nhiều năm qua và phổ biến trong thời gian gần đây với hầu hết các chủ tàu cá. Cũng quen biết với nhau không à, rồi mới lại nó hỏi mượn tiền mới hỏi mình đi. Rồi cuối cùng nhầm khi tới ghe mình chạy là nó bỏ trốn, kiếm ghe khác, nó mượn tiền. Đặng là có nghĩa là nó mượn tiền, nó giật tiền bên mình luôn đó, là nó đi bên ghe khác, nó trốn đi Sài Gòn, đi chỗ này chỗ kia dài 3 tháng, 5 7 tháng gì. Nó mới về cái nó mượn chỗ khác đi, cái nó là thôi em đi trả lại cho anh mỗi tháng là bao nhiêu tiền lại, là mình cho mượn số nhiều chứ không phải ít đâu, mà nó trả mình lại lần chút chút, mà nhầm khi 5 7 tháng nó mới trả lần, nhầm khi nó không trả luôn đó. Mượn tiền nó đi như 2 tháng, lèo 2 tháng. Khi ra nửa tháng vậy đó, nó chứng, nó không chịu mặn. Rồi kiếm ghe giang vô. Nếu không cho giang vô thì nó quậy. Đó, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì khi mượn tiền trong bờ đó thì nó trốn cũng không chừng nữa. Mong muốn giờ nói chung ra, giờ bạn bè ngư phủ nó ổn định, cơ quan đứng ra hỗ trợ cho nó yên ổn cái vụ mà ngư phủ này kia nọ nó... chống cái tình trạng để nó giật đó. Tôm cá là nó vẫn ít hơn mấy năm trước nữa, mà xăng dầu thì như cái mà dầu thì làm càng ngày càng lên không ạ. Nhờ cũng như là ở trên tỉnh hoặc cấp trên gì đó cũng như là có cái mà biện pháp nào hướng nào để mà như là phụ như là tiền bớt cái tiền dầu hay là hoặc cái gì các thứ gì đó để cho mà với cái giá cả mà mình làm được đó, giá cả tôm cá đồ nó có thể nặng lên. Không chỉ các chủ tàu ở cửa biển Gành Hào, mà theo ghi nhận của chúng tôi, có khá nhiều chủ tàu khai thác đánh bắt hải sản ở các cửa biển trong tỉnh đều gặp phải những khó khăn tương tự. Theo một số ngư dân, việc tạm nghỉ ra khơi khai thác là phương án tốt nhất trong tình trạng hiện nay, mặc dù ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế gia đình, và không chỉ chủ tàu thất thu mà còn phải chăm lo đời sống ngư phủ để giữ chân họ. Cho mượn là một thằng là 10 triệu đó, 10 triệu để là ở nhà. Rồi tới chừng mà ghe chạy là cho mượn 5 triệu nữa là mua đồ theo. Mà nó gì nó cũng trốn à, 7-80 triệu không đó. Rồi nhầm khi nó không đi nó cũng trốn đó. Bây giờ nó mới trốn rồi một thằng đó mà. Là mượn là 75 triệu đó, trốn luôn. Năm nay thì đánh bệnh, đánh bắt đồ nó sụt quá, quýnh cũng không có lợi. Những khó khăn mà các chủ tàu đang gặp phải đã và sẽ ảnh hưởng không nhỏ hoạt động khai thác đánh bắt hải sản của tỉnh. Có những khó khăn khách quan, tuy nhiên cũng có những vướng mắc trong thỏa thuận lao động giữa chủ tàu cá với ngư phủ không phải là bài toán khó nếu như có thực hiện hợp đồng lao động để đảm bảo quyền lợi các bên. Và đối với vấn đề này, cần sự quan tâm tư vấn, hỗ trợ của ngành chức năng, chính quyền địa phương. Riêng về vấn đề giá xăng dầu tăng cao, vào đầu tháng 4 sẽ được giảm một phần nhờ vào chính sách giảm thuế môi trường của nhà nước nhằm kéo giảm giá xăng dầu để giảm gánh nặng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống người dân. Tuy nhiên, với mức giảm chưa đáng kể như dự kiến, thì việc ra khơi khai thác đánh bắt của người dân sẽ vẫn còn khó khăn.